Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây Trung có một cái video giới thiệu với anh em một cái món đầu món của hệ cẩu nhé anh em. Trong cái con Tokyo hôm trước Trung đã làm thịt ra đấy. Đây là cái tinh năng của nó nhé. Anh em xem có ứng dụng vào chế cháo tinh năng của những cái cẩu lớn lớn gặp chuột hoặc là dùng làm ti bàn ép của máy ép thủy lực hoặc là ứng dụng vào được công việc gì thì anh em xem tiếp nhé. Cái ti này thì Trung báo cái thông số này, có ghi cái thông số sẵn ở trên đây, có đo đạc rồi nhé. Đây này. Rồi, vỏ 300 nhé em, vỏ 300, ruột 140, có nghĩa là vỏ 30 cm, ruột 15-14 cm đấy. Thông thường thì vỏ ruột người ta tính theo đơn vị mm nên Trung ghi là 300 nhân 140 nhé. Rồi, tâm ắc này, tâm ắc trên, tâm ắc dưới là hơn mét 7 tí, mét 71, 72 gì đấy. Dài tổng nha, 1 mét 85, dài tổng này, tổng hết luôn nha, là 1 mét 85. Còn cái phần vỏ ti này, từ đây này, đến cuối vỏ ti này, đây này, phần vỏ nhá, là 1 mét 50, hành trình chắc khoảng tầm 1 mét 1, 1 mét 2 thôi, chứ không không được nhiều nhé này. Trừ cái phần xi lanh bê tông ống trên ống dưới ra thì cái phần hành trình nó còn bấy nhiêu thôi, có kèm cả chống lún đầy đủ nha, cái khối chống lún cũng khá là lớn luôn, nói chung ti nó lớn và chống lún nó cũng lớn luôn nha. Này. Rồi một cái ti khá là to, nó to giống như mấy cái ti cỡ cái tầm cỡ cái ti nâng của mấy cái cây đập chuột loại mười mấy 20 tấn đấy. Đây này, anh em xem so sánh kích thước của cái chân tú 10 gần 17 vuông này. 17 vuông mà so với cái ti này. Đấy. Lẩu ác là 80 85 gì đấy, lẩu ác thau nhé anh. Lẩu ác là bạc thau luôn này. Thau rất là dày luôn. Một cây ti khá là lớn. Hôm trước bắn ra cái ti ở bên ruột bên trong tuyệt đẹp luôn nhé này. Hôm trước Trung có test rồi. Cái con cẩu này trước khi cắt thì có test đầy đủ hết nên mọi tính năng làm việc của nó thì hoàn hảo hết nhé. Sơn si các thứ là còn ngon lành hết, không có một cái vết nào bị cấn mớp hết nha nè. Về tao cắm ống vào là chạy thôi. Rồi, Trung có một cái món hàng đơn giản như vậy, giới thiệu với anh em một cái ti nâng xe cẩu thật là lớn, kích thước khá là lớn. Lực nâng cái cây này thì tính áp trung bình thôi thì nó tầm khoảng 100 tấn là bình thường nhé. Chỉ cần bơm bánh răng thôi là nó đạt đạt đủ 100 tấn rồi. Còn anh em sử dụng bơm bê tông áp cao thì có thể nó tăng thêm nữa nhé. Cái áp lực của nó, sức nâng của nó chính là áp lực của nó thì nó phụ thuộc vào áp suất nhé. Rồi,
Chung kết thúc video. Chung cảm ơn em xem video nhé. Sau video này thì còn Chung giới thiệu thêm một vài cái món của cùng cái con xe này rã ra nhé em.